Thưa quý vị và các bạn, một nghị quyết mang đậm hơi thở cuộc sống là nghị quyết dễ đi vào cuộc sống nhất sau khi được ban hành. Bởi từng nội dung được nghị quyết xác định đều phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Và nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một nghị quyết như vậy. Là một huyện xa xôi và đặc biệt khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa, làm thế nào để Mường Lát phát triển? Người dân Mường Lát có việc làm, thu nhập và cải thiện cuộc sống luôn là trăn trở của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt với mảnh đất vùng cao, đất đai cằn cỗi, phân tán như thế này, trồng cây gì và đầu tư gì để phát huy hiệu quả lại càng là vấn đề khó. Để có chất liệu cho việc xây dựng đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Ban Chỉ đạo 901 của tỉnh đã khảo sát thực tế tại huyện Mường Lát. Trong đó, đoàn khảo sát xác định, quan điểm xây dựng đề án này phải bám sát tình hình thực tiễn của huyện, điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, phong tục tập quán, phải nêu được những vấn đề cụ thể, những việc làm có tính định hướng, có tính chiến lược, mở ra hành lang và không gian phát triển mới, đồng thời phải bao quát được tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng của huyện. Từ kết quả khảo sát, đề án đã chia 8 xã của huyện Mường Lát thành 4 vùng phát triển dựa trên điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu, phong tục tập quán, trình độ của người dân. Trên cơ sở đó, xác định cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp để phát triển. Trong đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội theo tinh thần vùng nào khó khăn làm trước, vùng nào đã được đầu tư cơ bản, đỡ khó khăn hơn làm sao. Ngay sau khi nghị quyết số 11 ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển huyện Mường Lát, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1729, với các thành viên là lãnh đạo tỉnh và người đứng đầu các ngành. Trong đó, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là làm thế nào để ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện phải nhìn thấy được sự chuyển biến rõ rệt trên mọi mặt, từ phát triển sản xuất, đời sống nhân dân và công tác quốc phòng an ninh. Thành công đầu tiên nhìn thấy được sau khi nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát được ban hành, đó là huyện đã xây dựng được bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, xác định được các cây trồng phù hợp để đưa vào sản xuất. Và năm 2023 cũng là lần đầu tiên diện tích cây sắn ở huyện Mường Lát được mở rộng lên tới 3.000 ha. Được mùa lại đúng năm được giá, cây sắn đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho hàng nghìn hộ dân nơi đây. Tổng doanh thu đem lại từ cây sắn khoảng gần 130 tỷ đồng. Trong quá trình sản xuất, người dân luôn nhận được sự đồng hành hướng dẫn của cấp ủy chính quyền và các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Đặc biệt, cây sắn đã được doanh nghiệp theo sát từ khâu cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng vật tư đến bao tiêu sản phẩm. Như mọi năm ấy, thì làm lúa, làm ngô thì năng suất này không có, là thu nhập là không đảm bảo. Nhưng mà thấy cái sắn là thu nhập là rất là ổn định. Đầu tư cho bà con về thuốc bảo vệ thực vật, về giống, nhất là cái giống chịu kháng. Và qua đó thì thấy rằng trong quá trình kết quả cũng đạt được. Theo mới năm đầu tiên thôi nhưng mà kết quả nó cũng đã đạt được, bởi vì nó kích hoạt được toàn bộ cái cây sắn ở trên địa bàn huyện Mường Lát. Tinh thần của nghị quyết 11 là phát huy tính chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ đảng viên và mỗi người dân. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh, huyện Mường Lát đã được đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Giờ đây, nhiều người dân huyện Mường Lát không còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước mà đã chủ động vươn lên phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Về cái hiệu quả thực hiện nghị quyết 11 thì chúng tôi cũng thấy rõ là do chính người dân đã thấm nhuần được cái nghị quyết 11 và chính người dân đã tự vươn lên làm giàu và thoát nghèo và từ bỏ tính trông chờ ỷ lại như trước đây. Từ việc thay đổi tư duy tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, kinh tế hộ của nhiều gia đình ở Mường Lát đã có sự thay đổi đáng kể. Kinh tế xã hội của toàn huyện cũng có sự chuyển biến tích cực. Năm 2023, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Mường Lát đạt 14.263 tấn,
tăng 9,72% so với mục tiêu nghị quyết. Tỷ lệ giảm nghèo năm 2023 đạt 10,75%, vượt 3,75% so với mục tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 25,03 triệu đồng, vượt 0,12% so với mục tiêu nghị quyết. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt 93,37% so với mục tiêu nghị quyết. Thu ngân sách đạt trên 140% so với dự toán được tỉnh giao. Đặc biệt, đời sống văn hóa tinh thần và thói quen sinh hoạt của người dân cũng có nhiều thay đổi, hướng tới lối sống tích cực, văn minh. Sau khi là được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban dân thị trấn Mường Lát thì về cái nề nếp gọi là phong tục tập quán cũng như là bà con cũng đã được thay đổi một cách là rất chi là rõ rệt, như là dụ vệ sinh môi trường này, với lại gọi là trang phục, với các cái hoạt động như văn hóa, thể dục thể thao thì cũng được là gọi là đổi mới và phát triển. Do những khó khăn về địa hình cùng với khó khăn về điều kiện kinh tế khiến giáo dục và đào tạo ở huyện Mường Lát còn rất nhiều hạn chế. Vì vậy, nghị quyết xác định Mường Lát phải coi giáo dục đào tạo là một trong hai trụ cột phát triển bền vững. Từ khi nghị quyết được ban hành, cùng với sự đầu tư của nhà nước, nhiều tổ chức đơn vị cũng đã vào cuộc chung sức cùng với địa phương nâng cao chất lượng giáo dục. Điển hình như Quỹ Kết nối Yêu Thương Lan Tỏa Nhân Ái đã thực hiện dự án bếp ấm vùng cao Trao Em Mơ Ước nhằm giúp các em có bữa cơm trưa ấm nóng và đầy đủ chất dinh dưỡng tại trường. Không chỉ xây dựng công trình bếp ăn, nhà ăn, mua sắm đầy đủ dụng cụ nấu nướng, quỹ còn hỗ trợ 35.000 suất ăn trưa cho các cháu học sinh tại trường tiểu học Quang Triều 1, xã Quang Triều, điểm trường Bản Pọng, trường tiểu học xã Tam Trung, xã Tam Trung, khu Sài Khao, trường mầm non Tây Tiến, khu Trung Tiến, trường mầm non Tây Tiến, xã Mường Lý của huyện Mường Lát. Trước đây thì mỗi một ngày thì phải đưa các cháu 4 lần cả đi cả về là 4 lần đến trường. Như thấy cũng nhiều khi là cũng sao nhãng cái việc học tập của các cháu do gia đình cũng bận việc làm nương rẫy. Ngoài những cái việc cung cấp cái chất dinh dưỡng đầy đủ khoa học cho các cháu thì nó cũng mang lại cho cơ thể của các cháu nó có một cái tầm vóc nó theo đuổi dần kịp với các cháu học sinh ở miền xuôi. Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Chỉ đạo Xây dựng và Phát triển huyện Mường Lát đã đánh giá, qua một năm thực hiện nghị quyết, cùng với những đổi thay rõ nét trên lĩnh vực kinh tế, huyện cũng đã tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Huy động đa dạng và quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề về xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng được đẩy mạnh, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát xác định tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện Mường Lát hiểu được cái mục đích ý nghĩa của cái nghị quyết để chúng ta tập trung tuyên truyền thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Những thay đổi của huyện Mường Lát sau một năm thực hiện nghị quyết số 11 là rõ nét và tích cực. Tuy nhiên, đây vẫn mới chỉ là kết quả bước đầu. Vì vậy, huyện Mường Lát đang tiếp tục coi việc thực hiện nghị quyết là cơ hội để thay đổi và phát triển huyện, từ đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, đoàn thể, nhất là các lực lượng công an, quân sự để hỗ trợ bà con thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, tập quán sinh hoạt theo nếp sống mới. Tiếp tục quan tâm đến công tác quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.